Rất vui được chào đón anh em quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay bên em xin phép giới thiệu đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu Peeler. Em này thì có mô đen là SG70 anh em nhé, với thiết kế size rất khủng của dòng Peeler. Đó là kích thước ngang 42, sâu 37 cả lúm và cao là 17 cm. Rất thích hợp cho anh em bày vào những cái âm ni Peeler mặt trắng như 7800, 8800 và 8900 đều có size 42 anh em nhé. Em này về hàng bãi về trong tình trạng máy rất là đẹp, anh em nhìn kỹ nhé, em quay góc cạnh. Máy rất là đẹp, góc cạnh khoảng căng, duy nhất có một vết xước nhỏ bằng đầu tăm đó, còn lại máy rất là đẹp anh em nhé, góc cạnh khoảng căng. Em này thì sở hữu 24 cần anh em, chia đều cho hai kênh, mỗi kênh 12 cần, tất cả các cái đầu cần đều đính đèn led màu cam rất là đẹp. Biên độ dao động là cộng trừ 10 dB, 10 dB anh em nhé. Giải tần thì là từ 16 đến 32, 32.000 Hz này, cho chất âm rất là tốt. Sử dụng được hai thiết bị đầu vào, tép và monitor, em đang sử dụng cổng monitor. Tiếp đến là có thêm hai cái tính năng suy giảm 3 hoặc 6 dB. Hai cái tính năng này nếu mà anh em muốn nghe thì anh em bấm vào, còn không thì anh em nhả ra. Cái này nó chỉ có nút nhảy nhé. Đó. Riêng về cái chất âm của các em lọc Peeler thì nó khá là nhuyễn, ép nó rất là sáng anh em nhé. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến cái sản phẩm lọc xì mang thương hiệu Peeler thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0981 956 486 để được tư vấn. Ai ngại gọi thì có thể để lại số điện thoại trên kênh của em, sau đó bên em sẽ có người gọi lại để tư vấn cho anh chị em. Bác nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem hàng và nghe thử. Sản phẩm này thì bên em hiện giờ chỉ về được một em thôi, nên anh chị em nào mà quan tâm đến lọc xì mang thương hiệu Peeler mã là SG70 thì nhanh tay liên hệ đặt hàng giúp em, bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Anh chị ý đang xem video mà chưa đăng ký kênh bên Hoàng Lam Audio thì có thể nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ shop và cho shop có thêm nhiều cái động lực để làm các cái video khác gửi đến cho anh chị em một cách chi tiết nhất và rõ ràng nhất. Cái này thì máy chạy điện 100 anh em nhé, máy rất là đẹp, lóc bằng căng anh em này. Đó. Ngoài cái mẫu lọc xì Peeler này thì bên em còn rất nhiều các mã lọc xì của các thương hiệu khác nhau anh em nhé, xuất xứ Nhật, Mỹ, Hàn đều có, nên là anh chị em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em ạ. Một lần nữa Hoàng Lam Audio xin cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi video của Hoàng Lam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo. Chào các bác.